Thời gian qua, sự phối hợp giữa tỉnh đoàn Sơn La và ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong vấn đề hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp từ vốn tín dụng chính sách luôn được đặc biệt quan tâm và hoạt động hiệu quả. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, tạo việc làm ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tính đến nay, tổng nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội qua tổ chức đoàn là 1 tỷ 258 triệu đồng. Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm, kênh Trung ương đoàn 1 tỷ 378 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ từ ngày hội gửi tiền tiết kiệm vì tương lai xanh là 1,2 tỷ đồng. Các dự án được vay vốn từ các nguồn vốn kể trên đã mang lại hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các chủ dự án đã chủ động hoàn trả các khoản vay theo đúng thời gian quy định để có được kết quả này ban thường vụ tỉnh đoàn thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp cơ sở đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong đó có hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội tỉnh củng cố nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn